Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều địa phương siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và dịp lễ hội đầu xuân năm 2022. Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi Ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê dịp Tết, không ngăn sông cấm chợ gây bất bình trong nhân dân. Công văn số 375 của Bộ Y tế nêu rõ các địa phương không được ngăn sông cấm chợ, cực đoan trong các biện pháp phòng chống dịch, cần tổ chức chăm lo cho người dân đón Tết, vận động người dân trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ, nhất là việc hỗ trợ người lao động trở lại thành phố lớn, đảm bảo an toàn, góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, Sở Y tế các tỉnh cần có phương án phân tuyến điều trị bệnh nhân và cách ly, đồng thời thần tốc tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi để công tác phòng dịch đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng ban hành quyết định 128 thay thế cho quyết định 4800 trước đó về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27 tháng 1. Bộ Y tế vẫn giữ 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch như trước, nhưng có thay đổi về chỉ số đánh giá. Tiêu chí 1, tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn, trên số dân, trên thời gian. Tiêu chí 2, độ bao phủ vaccine. Tiêu chí 3, đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. Về cách xác định các tiêu chí, Bộ Y tế cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, có hai nhóm để xác định cấp độ dịch gồm có nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng. Trên cơ sở tham khảo các phương pháp đánh giá của các nước trên thế giới và đánh giá thực tiễn của Việt Nam, Bộ Y tế hướng dẫn cách xác định các tiêu chí cụ thể như sau. Với tiêu chí 1, tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn, trên dân số, trên thời gian. Tỷ lệ ca mắc mới trong tuần trên địa bàn cấp xã trên 100.000 dân. Tỷ lệ ca mắc mới được phân theo 4 mức độ từ thấp đến cao. Mức 1 dưới 90, mức 2 90 đến dưới 450, mức 3 450 đến 600, mức 4 trên 600. Tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy trung bình trong 7 ngày qua ghi nhận trên địa bàn xã trên 100.000 người. Tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy được phân theo 4 mức độ. Mức 1 dưới 1, mức 2 từ 1 đến dưới 32, mức 3 32 đến 40, mức 4 trên 40. Tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy do Trung tâm Y tế cấp huyện tính toán và phân bố đến từng địa bàn cấp xã. Tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn xã trên 100.000 dân. Yêu cầu chỉ số này không được vượt quá 6 trên 100.000 dân trên địa bàn cấp xã. Chỉ số này là hệ quả của tổng hợp mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng. Đồng thời đây là mục tiêu cần phải khống chế bằng được. Do đó chỉ số này được sử dụng để đánh giá điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn cấp xã. Tiêu chí 2, độ bao phủ vaccine phòng COVID-19. Chỉ số tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo tại thời điểm đánh giá của Bộ Y tế của địa bàn cấp xã tính trên toàn bộ dân số trên địa bàn. Yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi phải đạt tối thiểu 75% tổng dân số tại thời điểm đánh giá. Chỉ số này được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm trên địa bàn cấp xã. Chỉ số tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi trở lên ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, không chống chỉ định tiêm chủng. Trong số đối tượng ở nhóm nguy cơ cao của địa bàn cấp xã, yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi ở người thuộc nhóm nguy cơ cao phải đạt tối thiểu 90% số đối tượng phải tiêm chủng tại thời điểm đánh giá. Chỉ số này được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm trên địa bàn cấp xã. Tiêu chí 3. Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chỉ số tỷ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc trên 10.000 dân, khả năng có thể quản lý, chăm sóc tại địa bàn cấp xã. Chỉ số này được chia làm 3 khả năng, cao trên 500, trung bình 200 đến 500, thấp dưới 200. Chỉ số tỷ lệ giường bệnh dành cho người bệnh COVID-19 còn trống tại các cơ sở thu dung, điều trị trên địa bàn cấp huyện trên 100.000 dân tại thời điểm đánh giá. Chỉ số này được chia làm 3 khả năng, cao trên 30, trung bình từ 10 đến 30, thấp dưới 10. Chỉ số này do Trung tâm Y tế cấp huyện xác định, sau đó được dùng chung cho tất cả các xã trên địa bàn huyện. Chỉ số tỷ lệ giường điều trị tích cực ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ trên 100.000 dân. Yêu cầu tỷ lệ giường ICU có đủ nhân viên y tế phục vụ trên địa bàn cấp tỉnh phải đạt tối thiểu 4 trên 100.000 dân. Càng gần đến Tết Nguyên đán thì số ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng lại càng có xu hướng gia tăng tại các địa phương. Trong 24 giờ qua, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận gần 16.000 ca nhiễm mới. Hiện Hà Nội vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã trải qua 23 ngày có số ca nhiễm trên ngưỡng 2.500 người. Số ca mắc cơ bản đang được kiểm soát tốt. Dự báo tuần tiếp theo có thể ghi nhận mức giảm giả do người dân về quê và sẽ tăng trở lại sau Tết. Việc phòng chống dịch của Hà Nội đang được tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng tử vong vẫn trong giới hạn kiểm soát. Bên cạnh Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Hải Phòng cũng duy trì tốc độ ghi nhận ca nhiễm mới tăng cao trong thời gian gần đây. Hiện các sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng ngày và kịp thời báo cáo mọi diễn biến bất thường về sở để có phương án chỉ đạo giải quyết kịp thời. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đối với mỗi người con đất Việt, Tết là dịp quan trọng để đoàn tụ với cha mẹ, anh em. Tuy nhiên, dịch bệnh phức tạp, sự lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh, khả năng mang theo mầm bệnh lây lan cho người thân nếu về quê đang đè nặng lên tâm lý của những người con xa xứ trong những ngày cận Tết này. Nhiều gia đình sẵn sàng gác lại cái Tết đoàn viên vì sức khỏe cộng đồng. Mọi năm từ sau 20 tháng Chạp, bà Hiền đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm Tết. Nhưng năm nay thì khác. Do điều kiện dịch bệnh, Tết này vợ chồng hai người con trai của bà đang đi làm công nhân ở Bình Dương sẽ không về. Vì thế, ngày 25 Tết, bà vẫn ra đồng làm việc cho khuây khỏa. Kiểu con cháu dịch bệnh không về được thì mong mua cho thôi thì ở nhà thì cũng gia đình thì cũng vui vẻ quàng quấy đi cho hắn con cháu hắn ở đỡ trong tê cho hắn nhân hết dịch bệnh đi, công cho hắn chồng cho hết dịch bệnh đi cho hắn được thoải mái cả cho con cháu năm nay không về được ra năm hắn về. Thanh Hóa được biết đến là một trong những địa phương có tỷ lệ con em ly hương cao nhất cả nước. Tuy nhiên, từ đầu tháng 1 tới nay, tỉnh này thường xuyên nằm trong tình trạng báo động về số ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Đỉnh điểm có những ngày Thanh Hóa ghi nhận hơn 400 ca cộng đồng. Mức độ báo động này đã khiến nhiều con em địa phương đi làm ăn xa, tạm gác lại mong ước được ăn Tết đoàn viên để bảo vệ an toàn cho quê hương, cho gia đình và những người thân của mình. Nếu mà ông bà bố mẹ thương con thương cháu thì để trong lòng, điều đấy nó mang sự an toàn cho tất cả mọi người, cho cộng đồng, cho xã hội. Không chỉ Thanh Hóa, hiện tại nhiều địa phương khác, người dân đã dần thay đổi quan niệm, lựa chọn ăn Tết an toàn thay vì bất chấp tất cả để được về quê ăn Tết. Mình cũng không muốn cho nó về, bây giờ nó về mà nó dính dịch cái thì cuối cùng là cũng rất là dở, thế cho nên là cũng phải chấp hành đầy đủ. Trước tiên là bảo vệ cho con, cho cháu và cho bản thân mình, sau là cho xã hội. Mình thấy đấy là cái điều cần thiết. Mỗi một người thì trước khi về quê Tết thì căn cứ theo những cái tình hình sức khỏe của bản thân là một. Thứ hai là tình hình yêu cầu ở địa phương là hai. Nếu mà thấy phù hợp thì lúc đấy mình hãy về quê ăn Tết. Tết đã đến thật gần. Trên những nẻo chợ quê, phần nhiều là bóng dáng của người già. Gói ghém lại nhớ thương, tất cả đang nỗ lực để khi dịch bệnh đi qua, ngày nào cũng có thể là ngày Tết. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ra công điện đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó với rét đậm rét hại, dông lốc băng giá, mưa tuyết và vùng áp thấp trên Biển Đông. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến vùng áp thấp và gió đông bắc, sương mù để thông báo hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm rét hại, sương mù, băng giá, mưa tuyết, mưa lớn, kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới. Đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là chuẩn bị phương tiện, vật tư và lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng huy động giúp dân khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đón Tết được an toàn.